Đức Quốc, Phật tử Quảng Thiện Duyệt phát tâm trích máu của mình để chép kinh. Sau thời công phu khuya sáng ngày 27 tháng 6 năm 2019 tại chùa Viên Giáp, Hanover, Đức Quốc, Phật tử Quảng Thiện Duyệt Nguyễn Thị Út và con gái là Quảng Thiện Thí, Giao Gian Chen, người gốc Huế định cư ở Thụy Điển 30 năm qua, đã phát tâm trích máu của mình để chép kinh Pháp Hoa, kinh Dược Sư, kinh Kim Cang Bát Nhã, kinh Vu Lan Báo Hiếu. Hiện tại hai mẹ con đang viết bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, bản dịch của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Hai mẹ con hôm nay đã cúng dường kinh Dược Sư đến Hòa Thượng Thích Như Điển, nhân dịp lễ mừng khánh tuế 71 tuổi của ngài. Được biết Phật tử Quảng Thiện Duyệt đã chặt ngón tay út, lấy xương làm bút và trích máu của chính mình và con gái để viết những bản kinh này. Dù chư tôn đức không khuyến khích mọi người làm việc này, nhưng hai đệ tử này đã nương theo hạnh cúng dường pháp theo kinh Pháp Hoa mà thực hiện công hạnh khó làm này, xin tán thán công đức của hai Phật tử Thụy Điển. Ha ha ha,